Hello mọi người, mình là Odo Cycle đến từ Odo Tinh Tế và hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái trải nghiệm của mình cũng giống như là giới thiệu với các bạn những cái tính năng hấp dẫn ở trên cái TV TCL 4K HDR B725 này. Thì cái TV B725 của TCL này nó là một cái TV 4K HDR ở cái phân khúc cao cấp. Chi tiết về giá thì mình sẽ post ở trong cái bài viết chi tiết cũng giống như là những cái thông tin liên quan của sản phẩm. Điều đầu tiên mà khi mà mọi người chọn mua một cái tivi hoặc là mọi người chọn mua một cái thiết bị điện tử gia dụng thì mọi người cần cái tính ổn định và cái tính lâu dài của nó. Mình nghĩ là chắc không ai thường hay đổi tivi đâu, giống như mình mà xài đồ điện tử thì ít khi nào mà mình đổi, trừ khi đồ chơi thôi, giống như là drone, giống như là loa tai nghe vân vân các kiểu thì chỉ có mua thêm. Tuy nhiên là tivi giống như mình thì mình mua một cái mình để ở nhà mình xài hoài cho tới giờ đã cũng đã được 3-4 năm rồi. Thì để mà có được cái sự an tâm đó và có được cái sự tin cậy đó thì chúng ta cần phải có một cái tivi nó chạy cái hệ điều hành có bản quyền, có nghĩa là giống như cái B725 này của TCL đi thì nó sẽ là chạy hệ điều hành Android 11. Và cái việc mà nó có bản quyền, đăng ký bản quyền rồi thì khi mà trong tương lai khi Google họ xuất bản ra những cái bản cập nhật mới, thậm chí là một cái phiên bản TV mới thì cái TV này nó vẫn có thể được cập nhật lên. Và cái điều đó nó đảm bảo cái trải nghiệm với lại cái độ ổn định của sản phẩm ở trong cái thời gian dài. Thì HDMI 2.1 nó sẽ rất là quan trọng đối với những bạn nào mà có những cái máy chơi game khủng giống như là Sony PS5 hiện giờ hoặc là Sony PS4 Pro. Tại vì Sony PS4 Pro từ từ thời PS4 Pro thì Sony họ đã trang bị cho cái máy chơi game đó cái chuẩn 2.1 rồi, thì chuẩn 2.1 đó nó sẽ truyền được tới 4K và 120 fps, nó rất là xuất sắc để mà anh em có thể chơi những cái game hành động, những cái game đua xe, những cái game mà đòi hỏi tốc độ cao và cái tốc độ phản ứng của màn hình nó phải rất là nhanh. Cái thứ hai nữa đó là cái tivi này nó hỗ trợ Dolby Vision và Dolby Atmos. Thì Dolby Vision và Dolby Atmos nó là hai cái chuẩn, một cái là dành cho âm thanh đó là Dolby Atmos và một cái nó là dành cho hình ảnh đó là Dolby Vision. Thì mục đích của hai cái chuẩn này ở trong phim là nó làm cho âm thanh nổi rõ hơn, có không gian 3D hơn và đối với hình ảnh thì là màu nó sẽ rực rỡ, nó trong và nó thẳm hơn. Thì do là cái tivi B725 này nó đều hỗ trợ hai cái chuẩn đó, thế nên là nó sẽ giúp cho cái trải nghiệm của bạn đối với những cái bộ phim mà bạn yêu thích nó sẽ hấp dẫn hơn. Ngoài HDMI 2.1, Dolby Vision và Dolby Atmos ra thì TCL 4K HDR B725 nó còn có một cái bộ vi xử lý IPQ. Thì cái bộ vi xử lý này nó sẽ tối đa chất lượng hình ảnh, độ nét và cái trải nghiệm về âm thanh của các bạn theo thời gian thực. Thì cái việc đó thì mình nghĩ là nó cũng rất là hợp lý, các bạn chỉ cần mở tivi lên các bạn coi thôi, các bạn không cần phải chỉnh gì cả. Bên trong của tivi thì mình thấy là họ có một cái tính năng gọi là cái tính năng motion đó. Cái tính năng này hay còn gọi là TCL thì họ dùng cái chữ là MEMC, có nghĩa là Motion Established và Motion Compensation, có nghĩa là nó sẽ chèn thêm những cái khung ảnh vào để khi mà những cái chuyển động nhanh của chúng ta, khi chúng ta nhìn nó sẽ không bị cái hiện tượng bóng ma, có nghĩa là nó không có bị kéo đuôi và nó không có bị mờ. Nó giúp cho ví dụ chúng ta coi đá banh đi một cái hoặc là chơi quyền anh thì cái việc mà cái tay nó ra đòn nhanh quá thì đôi khi là chúng ta không thấy rõ cái tay, đúng không? Thì cái việc mà bật cái tính năng đó lên, MEMC đó lên thì nó sẽ giúp cho chúng ta thấy được những cái chuyển động nhanh đó một cách rõ ràng hơn và mượt hơn. Thì cũng trong giống như là những cái tivi thuộc cái dòng Smart TV mới nhất của TCL thì B725 cũng có cái chức năng là ra lệnh bằng giọng nói 2.0. Thì chúng ta có thể, một là chúng ta có thể ra lệnh bằng giọng nói ở trên cái remote này, và hai đó là chúng ta có thể ra lệnh bằng giọng nói trực tiếp với tivi thông qua cái switch gạt tắt và bật cái microphone ở phía sau tivi đó. Cái thứ hai nữa là đây là cái remote thì cũng giống như là C725 hôm bữa mình có review. Cái remote này rất là đơn giản, dễ dùng và khó mà bị nhấn sai được. Về thiết kế thì mình thấy là B725 như con tivi mà mình đang sử dụng ở đây đây, nó chắc là nó là 65 inch đó nên nó to, nhưng mà khi mà mình cầm nó, mình nâng nó, mình để nó lên trên kệ thì mình thấy là cái cân nặng của nó làm cho mình hơi cũng y khá là yên tâm. Cái thứ hai nữa là cái build quality khá là chắc chắn. Với thêm một điều nữa là mình thích cái kiểu chân mà nó đơn giản như thế này nè, có nghĩa là nó đừng có cong rồi nó đừng có bè bè ra hai bên, mình chỉ muốn nó
rất là đơn giản, nó đừng có chiếm quá nhiều cái không gian, cái khoảng cách từ cái màn hình cho tới cái phần ở dưới này. Thì ở cái phân khúc tầm trung mà TCL, cái product design của họ, họ đã làm được như vậy rồi thì là một điều rất là đáng khen. Đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn về cái TV 4K HDR TCL P725 này. Thì nó rất là phù hợp với lại những người thích chơi game, những người hay coi phim hành động, hay coi thể thao tốc độ cao, hay coi đá banh vân vân các kiểu. Và quan trọng là nó sẽ hỗ trợ Dolby Atmos và Dolby Vision để giúp cho các bạn coi những cái nội dung streaming service giống như là Netflix hoặc là Roku vân vân các kiểu, nó sẽ được tốt và nó thỏa mãn hơn. Mọi người nhớ like, share và subscribe cho Audio Tinh Tế nha. Cảm ơn mọi người.